Đây là một mê cung khổng lồ bí ẩn, ở trung tâm của nó có một đám người bị nhốt, ở đây có cây cỏ nhưng không có kỹ thuật hiện đại, bốn bề đều là những bức tường cao chọc trời. Nam chính Thomas bị đưa đến đây khi đang ngủ, khi cậu tỉnh lại, một đám người đang vây xung quanh, khiến Thomas vô cùng sợ hãi, vừa tỉnh dậy đã chạy trốn, nhưng chưa chạy được vài bước đã ngã, ngẩng đầu, bốn bề đều là những bức tường chót vót, cậu đã mất đi trí nhớ. Alby là thủ lĩnh ở đây, anh ta nói với Alby cách một đoạn thời gian sẽ có người được đưa đến, nhưng chỉ toàn con trai, đồng thời ai ai cũng mất trí nhớ, từ đó họ chỉ biết sinh sống như người nguyên thủy, tự tạo nhà ở, tự tạo vũ khí, chỉ có thức ăn là định kỳ được gửi đến mỗi tháng. Alby là người đầu tiên được đưa đến, đã sinh sống ở đây 3 năm. Điều khiến Thomas tò mò là những bức tường bao quanh này có cửa, nhưng Alby không nói cho cậu biết bên trong có gì, chỉ nói tuyệt đối không được đi vào. Nhưng không lâu sau, Thomas phát hiện ra có hai người chạy ra từ bên trong, cậu cảm thấy kỳ lạ. Cậu béo ở bên cạnh nói với Thomas, bọn họ là những runner, chỉ có runner mới có thể đi vào, nếu như đã có người có thể vào thì vì sao mình không thể. Thomas đi lên quan sát, khi vừa mới đi đến, một người tên là Gally đến xô ngã cậu. Thomas nổi giận, các người có bệnh à, không cho tôi đi vào, cũng không nói bên trong có gì. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, Thomas quay đầu lại xem. Cánh cửa đang dần dần đóng lại, cả tòa mê cung bắt đầu chuyển động, màn đêm nhanh chóng buông xuống, tiếng động bên trong mê cung lại vọng đến. Như nói, đây là tiếng mê cung đang biến hóa, chưa bao giờ có người qua đêm ở bên trong, bởi vì đêm đến sẽ xuất hiện một loài quái vật, những người nhìn thấy đều đã chết, thế nên các runner chỉ có thể đi do thám vào ban ngày. Ngày hôm sau, Alby đưa Thomas đến trước bức tường, để cậu viết lại tên của mình. Trên tường có những cái tên đã bị gạch mất, rõ ràng những người này đã bỏ mạng. Sau đó cậu lại vào rừng tìm phân bón, nhưng lúc này, chuyện kỳ lạ xảy ra, một người lao đến chỗ Thomas giống như phát điên, đó là một trong những runner, anh ta túm chặt lấy Thomas nói, đều là lỗi của cậu. Thomas không có thời gian để nghĩ nhiều, giãy giụa bỏ chạy về căn cứ, những người đuổi đến khống chế người đã phát điên, vừa kéo quần áo của anh ta lên, một vết thương đáng sợ hiện ra, hóa ra người bị quái vật cắn, đều sẽ trở nên cuồng bạo, rồi nhanh chóng biến thành zombie. Khi chuyện này xảy ra, không có cách nào khác, chỉ đành ném anh ta vào mê cung, để anh ta tự sinh tự diệt, mặc kệ cho anh ta cầu xin thế nào, cũng không có cách nào khác, anh ta bắt buộc phải rời đi. Mê cung lại bắt đầu mở cửa, mọi người cầm lấy những cây gậy dài đuổi anh ta, cảnh này vô cùng đau đớn. Cuối cùng, người đó cũng vào trong, cửa cũng đã đóng lại, tên trên tường cũng bị gạch đi. Trời lại sáng, vì mất đi một runner, Alby chỉ đành tự đi vào do thám, nhưng cho đến khi sắp đóng cửa, bọn họ vẫn chưa quay lại, tất cả đều tập trung trước cửa, bọn họ cũng rất lo lắng, bởi vì theo lẽ thường, thời gian này là lúc bọn họ quay về. Mê cung truyền đến tiếng vang lớn, cửa bắt đầu đóng lại, đúng vào lúc này, runner đỡ Alby xuất hiện, nhưng hình như Alby đã bị thương, runner kéo theo anh nỗ lực đi về phía cửa, không có ai dám chạy vào giúp đỡ, chỉ là tất cả đều đang hét nhanh lên nhanh lên, cánh cửa sắp đóng lại, hai người có lẽ là không ra kịp. Lúc này Thomas đưa ra một quyết định không ai ngờ đến, đó là chạy vào giúp đỡ. Mặc dù cậu thành công chạy vào, nhưng cửa cũng đã đóng lại, runner cười khổ nói, giỏi đấy người anh em, cậu vào để tự sát à. Có điều không thể không nói, tinh thần hy sinh thân mình của Thomas vô cùng đáng khen, nhưng hiện giờ không phải lúc để nói chuyện này, không có ai có thể sống qua một đêm ở đây. Tiếng động thần bí lại vọng lại, nhưng Alby đã hôn mê bất tỉnh, Thomas nghĩ ra một cách là dùng thừng treo Alby lên không trung, nhưng lúc này quái vật cũng đến, Minho vô cùng sợ hãi, lập tức bỏ chạy, một mình Thomas cũng không giữ được, chỉ đành thuận thế trốn vào bên trong bụi cây, đợi quái vật rời đi. Thomas vội vàng buộc chặt dây thừng, đột nhiên có thứ gì đó nhấp nháp rớt trên vai cậu, quái vật đang ở ngay trên đỉnh đầu. Thomas liều mạng chạy, túm lấy những cành cây để leo lên, đằng trước không còn đường, chỉ đành liều mạng nhảy qua vách tường, túm lấy dây leo tiếp tục trèo, quái vật cũng đuổi kịp nhưng bị dây leo quấn lại. Thomas có thời gian lấy hơi, cậu hợp lại được với Minho. Lúc này mê cung bắt đầu chuyển động, bọn họ chạy về phía hai bức tường đang dồn lại, Minho chạy qua rồi nhưng Thomas đột nhiên dừng lại, Minho vô cùng nghi hoặc, chỉ thấy Thomas khiêu khích quái vật, sau đó lại liều mạng chạy, hóa ra cậu muốn kẹp chết nó. Giữa hai bức tường, cả hai cũng điên cuồng chạy, Thomas có thể thắng không? Trời sáng rồi, cửa mê cung lại mở ra, mọi người tụ tập lại trước cửa, Minho và Thomas đỡ Alby ra ngoài, mọi người vô cùng kinh ngạc, ba người không gặp quái vật sao? Minho nói, gặp rồi, bị Thomas giết rồi, vốn dĩ đây là một chuyện đáng để vui mừng, nhưng Gally lại nói, là bởi vì sự có mặt của Thomas, phá vỡ cuộc sống yên bình ở nơi đây. Lúc này chiếc lồng sắt ở bên ngoài chuyển động, bọn họ chạy ra ngoài xem, lồng sắt mở ra, người đến lần này là một em gái, trên người cô có một tờ giấy, trên đó viết cô ấy là người cuối cùng, sau đó Thomas lại đưa người vào lại mê cung, tìm thấy xác giác của con quái vật từ trên người nó phát hiện ra một thứ bí ẩn. Khi trở về, Minho đưa Thomas đến một căn phòng, bên trong là bản đồ của mê cung. Hóa ra trong vòng 3 năm nay, Minho đã chạy hết cả mê cung, cậu không tìm thấy ra lối ra, nhưng cậu phát hiện ra nó được chia làm 8 khu vực, mỗi khu vực đều có đánh số, mà trên thứ họ vừa tìm thấy được đánh số 7, đây rất có thể là chìa khóa của khu thứ 7. Lúc này cô gái tỉnh lại, Thomas nhìn thấy cô, gần đây tôi có mơ thấy một cô gái, rất giống với cô, bắt chuyện thế này đúng là quê mùa. Thomas lại tiếp tục nói, tôi mơ thấy dường như chúng ta đang làm một thí nghiệm gì đó. Cô gái có vẻ cũng tin mấy lời này, lôi thứ đồ từ trong túi mình ra cho Thomas xem, là 2 liều thuốc, không biết để làm gì. Cô gái cũng không biết bởi vì cô cũng mất trí nhớ. Thomas đột nhiên nhớ đến Alby đang trúng độc, lẽ nào đây là thuốc giải? Bọn họ đến trước mặt Alby, anh ta đã bắt đầu phát điên. Cô gái quyết đoán đâm liều thuốc vào người, Alby lập tức yên tĩnh trở lại. Ngày hôm sau, Thomas với Minho cầm vũ khí đi vào tìm lối ra, bọn họ chạy hết sức chạy qua khu 4, khu 5, khu 6, mê cung này thực sự rất lớn. Cuối cùng bọn họ cũng đến được khu 7, ở đây có rất nhiều lưỡi dao. Vừa bước vào khu 7, chiếc máy đã phát ra âm thanh, bọn họ đi theo chỉ lệnh đến một con đường, sau đó dùng chiếc máy mở cửa ra, đến trước một miệng hang, còn chưa rõ bên trong có gì, đột nhiên một tia laser quét qua, sau đó một tiếng động lớn vang lên, là tiếng cửa đang đóng lại. Chạy, bọn họ nhanh chóng chạy, những lưỡi dao bên đường cũng bắt đầu hợp lại, không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan. Hai người xuyên qua những kẽ hở, Thomas không may rớt lại, cậu chỉ đành đi cuồng chạy giữa những lưỡi dao. Dây cuối cùng thành công vượt qua, mê cung đóng cửa, những khối đá lớn bắt đầu chuyển động, may là bọn họ chạy nhanh. Trở về căn cứ, Alby tỉnh rồi, trên mặt giàn giụa nước mắt, nói chúng ta không thể chạy thoát được, hóa ra anh đã khôi phục được trí nhớ. Alby nói với Thomas, cậu chính là một trong số bọn họ, sao cậu lại đến đây? Thomas vô cùng nghi hoặc. Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh la hét, bọn họ chạy ra xem, hóa ra trời đã tối rồi, nhưng cửa mê cung vẫn chưa đóng lại, không những không đóng mà những cánh cửa khác cũng mở ra toàn bộ. Điều này đồng nghĩa với việc những con quái thú xuất hiện ban đêm có thể thoát ra ngoài. Tất cả còn chưa phản ứng lại được thì quái vật đã điên cuồng xông ra, trong chốc lát căn cứ đã trở nên vô cùng hỗn loạn, bọn chúng đồ sát con người, khiến họ không có thời gian trở tay, chỉ đành liều mạng chạy trốn vào phòng, nhưng nhà cũng nhanh chóng bị quái vật đâm thủng. Alby bị quái vật quấn lấy, trước khi chết anh nói với Thomas, xin cậu nhất định phải đưa họ ra khỏi mê cung. Không biết qua bao lâu, không biết đã chết bao nhiêu người, quái vật cuối cùng cũng rời đi, nhưng mâu thuẫn nội bộ cũng bùng phát. Gally lớn tiếng mắng Thomas không nên phản kháng sẽ bị báo thù. Thomas cũng đang nghĩ lại, nhưng cậu đột nhiên nhớ đến khi Alby bị quái vật tấn công, khi tiêm thuốc vào đã khôi phục được trí nhớ, thế nên cậu liền chủ động đâm độc của quái vật vào người. Sau đó nhanh chóng dùng thuốc giải, đợi khi tỉnh lại, quả nhiên cậu đã khôi phục ký ức. Hóa ra cậu với cô gái đều là nhân viên đứng sau mê cung, nhưng bọn họ không muốn tiếp tục làm sai nữa nên mới bị đưa vào đây. Thomas quyết định đưa những người sống sót rời khỏi đây, nhưng lúc này Gally đã trở thành thủ lĩnh căn cứ, cậu ta mê hoặc tất cả mọi người, bắt Thomas và cô gái lại, giết bọn họ để tế mê cung. May mắn Minho nhân lúc Gally không chú ý đã hợp tác với Thomas khống chế hắn ta. Sau đó Thomas lớn tiếng hỏi có ai muốn đi cùng anh không, có người lựa chọn đi theo Thomas, có người lại chọn ở lại. Bọn họ đến con đường ở khu 7, quả nhiên ở đây có quái vật canh giữ, bọn họ hợp sức lại, đẩy nó xuống vực nhưng vẫn còn rất nhiều, vừa đánh vừa chạy, đến nơi sâu nhất của con đường, dùng chìa khóa mở cửa ra, cuối cùng cũng thoát được ra ngoài, nhưng ở đây rất quái dị, khắp nơi đều là xác của những nhân viên công tác. Lúc này trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ, bà ta nói ra khởi nguồn của mê cung, hóa ra bên ngoài đã đến ngày tận thế, con người bị nhiễm bệnh độc trở nên điên cuồng, bắt đầu tàn sát lẫn nhau, cho đến khi những đứa trẻ mang kháng thể được sinh ra, những đứa trẻ này chính là bọn họ chính là hy vọng duy nhất của thế giới này, gánh vác nhiệm vụ duy trì nòi giống nhân loại, thế nên mới cần phải thử nghiệm. Nói xong, bà ta nâng súng lên tự sát, hóa ra bên ngoài còn đáng sợ hơn, vậy thì có đi hay không? Lúc này Gally xuất hiện, cậu ta đã bị thương trở nên điên cuồng, nhắm súng vào Thomas, cậu béo đứng ra đỡ cho Thomas một phát đạn, Minho phi cây lao giết chết Gally, cuối cùng một lực lượng thần bí đưa họ lên máy bay, ngồi trên máy bay, bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy mê cũng đã vây khốn mình bấy lâu, bọn họ đã thực sự thoát khỏi rồi sao? Cảnh phim chợt đổi, người phụ nữ vừa tự sát khi nãy không chết, bà ta lau máu giả ở đầu, bà ta chỉ giả chết mà thôi. Tất cả những điều này đều được lên kế hoạch, đều đã được sắp xếp trước, vì để lừa nhóm thiếu niên này bước vào cuộc khảo nghiệm thứ hai, nhưng tất cả chúng đều không biết, hóa ra những con người này vẫn luôn không chạy thoát, một mê cung lớn hơn, đáng sợ hơn đang chờ đợi chúng ở phía sau.